Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Bưu điện Cò Voi, diễn biến mới nhất của vụ án Hồ Duy Hải, đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tỉnh Long An để làm việc. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào đầu tháng 7 vừa qua. Sau bổ nhiệm, một đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã về tỉnh Long An, thời gian là 10 ngày, hiện nay đã qua 5 ngày. Thời gian lưu trú tại tỉnh Long An, đoàn công tác từ túc lưu trú và từ chối mọi lời mời cơm. Trong một diễn biến khác, Hội đồng Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng Hồ Duy Hải khai nhận dùng dao gây án nên cơ quan điều tra mới cho mua dao để làm vật mô phỏng. Việc mua dao và thớt là phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, hồ sơ lại thể hiện 1. Mua dao ngày 20 tháng 3 năm 2008. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải vẫn khai mình không liên quan tới vụ án. Và sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tường trình của Hồ Duy Hải vào ngày 21 tháng 3 năm 2008 trước khi bị công an tỉnh Long An ép cho là đã giết hai cô gái tại Bưu điện Cò Voi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bản tường trình được đóng dấu mật của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, bút lục số 116. Tôi tên Hồ Duy Hải, địa chỉ thường trú 129-39 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, nơi cư trú ấp 1 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ngày tháng năm sinh, mùng 6 tháng 7 năm 1985, tôi xin tường trình lại vụ việc ngày và Vân và Hồng mất như sau. Do đêm trước cá cược bóng đá, tức tối thứ bảy, tôi thua một số tiền khoảng 1 triệu đồng. Chủ nhật lúc trời vừa tối, do hứa với Đan, người cá cược giùm tôi đêm trước, là đưa tiền cho Đan chi tiền giùm tôi. Không nhớ rõ lắm, vào khoảng hơn 7 giờ một chút, tôi đến nhà văn hóa xã đang có karaoke gặp anh Hoàng để hỏi mượn 300.000 đồng. Nhưng anh Hoàng không có và đến quán bà Hai mượn vài trăm. Và tiền túi của tôi có nhưng vẫn không đủ. Do Đan gọi điện kêu tôi đưa tiền liền nên tôi đem điện thoại Nokia N73 đem cầm tại tiệm cầm đồ Thuần Hưng với giá 1 triệu 500.000 đồng để đem về đưa cho Đan trả dùm. Trước lúc cầm, tôi nhớ Đan có điện thoại đến do chờ tôi ở quán cà phê Thanh gần trường học xã Nhị Thành. Sau khi lấy tiền ở tiệm cầm đồ về, đến quán cà phê Thanh, tôi gặp Đang. Đang không đi xe, nên tôi đã chở Đang đến quán Cầu Thượng, con ông Hai Sẵn ở xóm lộ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, để chung tiền. Dù lúc đó tôi nhớ đã đưa dư cho Đang mượn khoảng 200.000 đồng. Sau đó Đang đã ở lại quán này. Sau đó tôi nhớ đã quay lại quán bà 2A, đưa lại cho bà số tiền đã mượn. Khoảng hơn 8 giờ, một lát sau, tôi có quay lại nhà văn hóa xã Nhị Thành. Sau đó không nhớ rõ mình đã về nhà hay đã đi đâu nữa. Trước lúc cầm điện thoại di động, tôi không nhớ rõ mình đã nhận điện thoại của ai khác nữa. Sáng ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 1 năm 2008, tôi nhớ là đã điện thoại đến Bưu điện Cò Voi. Số điện thoại 072-592-008. Gặp Hồng hỏi còn báo bóng đá hay không, thì Hồng trả lời không, nên tôi không đến Bưu điện Cò Voi. Do hôm trước chắc tôi quên đặt, và vì tối thứ bảy xem bóng đá, nên tôi đã dậy trễ. Tôi xin cam đoan những gì mình đã viết là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, người viết tường trình Hồ Duy Hải đã ký tên. Sau bài báo này, có phóng viên của một tờ báo đã gửi cho luật sư Trần Hồng Phong 3 câu hỏi và xin ý kiến trả lời. Luật sư Trần Hồng Phong đã trả lời ngay sau đó, nhưng cũng không thấy báo đăng. Vì báo không đăng, nên chúng tôi xin không được nêu tên báo ra đây. Trả lời luật sư Trần Hồng Phong, báo không đăng, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội từng báo cáo về kết quả giám định tình hình oan sai năm 2015. Một ý kiến của luật sư như thế nào về nội dung của bài báo cáo này? Luật sư nhận định như thế nào nếu các cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục tuyên án tử hình Hồ Duy Hải? Luật sư Trần Hồng Phong trả lời, tôi không đồng ý với quan điểm của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội khi cho rằng không có căn cứ bài tội cho Hồ Duy Hải. Với kết luận như vậy, không thuộc thẩm quyền của cơ quan này và cũng không thực sự khách quan công bằng. Có lẽ đây là quan điểm của Tòa án Nhân dân Tối cao thì đúng hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng, ngay trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội cùng đã chỉ ra, cũng chính là đã thừa nhận quá trình điều tra xét xử vụ án Hồ Duy Hải có rất nhiều sai phạm thiếu sót. Đây là những sai phạm thiếu sót có thể nói là nghiêm trọng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, tôi cho rằng hoàn toàn có đủ căn cứ và cần thiết phải kháng nghị giám đốc thẩm vụ án để điều tra xét xử lại. Liên quan đến tính mạng một con người thì dù không phải một sai sót, nghi vấn cũng cần phải xem xét lại, như chính lời thẩm phán Lê Quang Hùng,
Người xử sơ thẩm đã nói, vậy thử hỏi với hàng loạt sai sót vi phạm như vậy, sao lại nói không có căn cứ? Hai là một luật sư đang tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải. Luật sư và gia đình Hồ Duy Hải dự định sẽ làm gì để tiếp tục minh oan cho Hồ Duy Hải? Luật sư Trần Hồng Phong trả lời, cá nhân tôi khẳng định sẽ tiếp tục kêu oan và đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xem xét lại vụ án một cách minh bạch cho đến khi đề nghị của mình được chấp nhận. Tôi cùng đồng viên gia đình của Hồ Duy Hải tiếp tục bền lòng, nỗ lực gửi đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải đến các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan báo chí và nhờ dư luận xã hội lên tiếng. Thay vì kêu oan cho Hồ Duy Hải, theo nguyện vọng của gia đình Hồ Duy Hải và căn cứ vào những tình tiết có trong hồ sơ vụ án, những thông tin trên báo chí có nguồn gốc từ cơ quan điều tra, tôi đã hỗ trợ gia đình của Hồ Duy Hải soạn thảo đơn tố giác tội phạm, cụ thể là tố giác một người khác có nhiều tình tiết và dấu hiệu liên quan đến vụ án mạng ở bưu điện Cầu Voi nhưng lại bị bỏ lọt, thậm chí không loại trừ khả năng người này chính là thủ phạm. Theo tôi được biết, hiện đơn này đã được chuyển đến công an tỉnh Long An. Luật sư chúng tôi và gia đình Hồ Duy Hải hy vọng đơn tố giác tội phạm này sẽ được xem xét cùng với đơn xem xét lại bản án tử hình Hồ Duy Hải, xem xét lại thực sự và có lương tâm. 3. Việc gia đình Hồ Duy Hải làm đơn tố giác tội phạm sẽ giúp ích gì cho việc minh oan cho Hồ Duy Hải, thưa luật sư? Luật sư Trần Hồng Phong trả lời, trong nhiều đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải đã gửi trước đây, ngoài việc chỉ ra hàng loạt những thiếu sót vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra xét xử Hồ Duy Hải, chúng tôi cũng đã chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy hung thủ có thể là một người khác. Tuy nhiên rất đáng tiếc là tất cả những tình tiết này đã không được xem xét và trả lời, ngoài một câu chung chung là không có căn cứ. Đơn tố giác tội phạm mới đây là một bước nhằm cụ thể hóa những nghi vấn đã được nêu ở trên. Nếu đơn tố giác lần này được xem xét làm rõ, thậm chí có khả năng sẽ tìm ra một hung thủ mới, thì cũng chính là đã góp phần minh oan cho Hồ Duy Hải. Nói khác đi, theo quan điểm của tôi, đây là một con đường khác và chủ động hơn trong việc kêu oan cho Hồ Duy Hải. Thú thật cho đến giờ này, tôi cũng không biết được Hồ Duy Hải này vô tội hay có tội, mà tội ác thì quá lớn. Các luật sư Trần Vũ Hải, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Duy Bình kêu gọi tôi thành lập một nhóm các luật sư thiện nguyện hiến kế gỡ tội cho Hồ Duy Hải. Tôi đề nghị đổi tên thành nhóm luật sư làm rõ vụ án Hồ Duy Hải cho chính xác. Nếu làm rõ được vụ án này thì thực sự anh em vui sướng biết nhường nào. Hồ Duy Hải mà có tội thật thì tâm các luật sư cũng được thanh thản. Hồ Duy Hải bị oan thì cứu được một mạng người vô tội. Cố lên các đồng nghiệp của tôi luôn tự hào có những người như các anh song hành. Lên đường nào. Nghĩa từ vụ hoàn thi hành án Hồ Duy Hải, án tử hình đã tuyên từ rất lâu, dư luận từng lên tiếng rồi cùng chìm cuốn theo những dòng chảy sự kiện. Các nhà báo nhìn thù lao của gia đình từ lâu lắm rồi mà vẫn quên viết bài. Lá đơn khiếu nại của luật sư Trần Hồng Phong phân tích rất sâu, khoa học, nhưng cũng không được nhiều người chú ý, mãi đến khi gia đình báo động tòa án sắp thi hành và thông tin này được đưa lên mạng. Không quá ồn ào, nhưng cộng đồng mạng đã xúc động và có nhiều hoạt động bề nổi lần bề chìm. Đáng tiếc là báo chí lề phải, nhất là những tờ báo chuyên về pháp luật, lại khá im lìm. Có nhiều bài viết điều tra, phản biện lại cáo trạng và bản án của tòa án rất công phu, gửi đi mấy nơi nhưng chẳng ai dùng. Có nơi thẳng thường là, chừng nào có người chống lưng mới nhảy vô, nhưng cũng có những nơi đón gió, muốn giành quyền độc lập đưa tin, ngăn trở gia đình đừng tiếp xúc gửi đơn những nơi khác. Lúc khi nghe luật sư Trần Hồng Phong gọi điện báo tin, cuống cuồng gọi điện thoại khắp nơi, cháy máy cuối cùng bế tắc, gọi cho cô phóng viên viết bài để hai anh em cùng khóc. Ngay lúc thất vọng thì chúng tôi nhận được tin hoàn thi hành án tử hình. Tiếp đó nhờ phong điền cung cấp, tìm được kinh gửi đơn chính thống. Trên đường về điện thoại cho luật sư Trần Hồng Phong, tôi đã réo lên không ngừng. Báo chí tưng bừng thông tin trên mạng, đọc thấy cả những bài viết hùng hồn của những nhà báo đã nhận tiền của gia đình Hồ Duy Hải để viết bài. Hóa ra sinh mạng của con người đã bị xem là một món hàng kinh doanh béo bở. Khi nào được giá người ta mới mua mới bán, mới thành tin thành bài. Nhưng ngược lại có những nhà báo đã về hưu không cầm bút. Có những người không hề viết tin bài, nhưng lại đau đáu theo dõi thông tin từng chút một, cung cấp dữ liệu, cầu cứu khắp nơi. Có những tấm lòng nối nhau san sẻ, dù là nước mắt, dù là bế tắc. Theo yêu cầu hỗ trợ kêu oan của gia đình phạm nhân Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong đã dành hơn 2 tháng nghiên cứu về hồ sơ vụ án, đi gặp một số nhân chứng và đi thực địa ở địa bàn có liên quan. Đơn đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét lại vụ án một cách minh bạch nhất. Đối với bản án phúc thẩm số 281 năm 2009,
Hồ sơ phúc thẩm của Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh là việc xét xử phiến diện thiếu khách quan, bất chấp kết quả giám định khoa học, bỏ qua tình tiết ngoại phạm của bị cáo. Kết luận trong bản án không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm sai lệch hồ sơ vụ án, áp dụng pháp luật không đúng, xét xử sai tội danh, trên hết là có thể dẫn tới việc kết tội oan cho Hồ Duy Hải, đồng thời bỏ lọt kẻ phạm tội thực sự. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, đã lần lượt giới thiệu các luận cứ kêu oan và đã có những cuộc trao đổi với các cơ quan chức năng có liên quan, các chuyên gia pháp luật và có ý kiến về vụ án này. Trước mắt với quan điểm thà tha lầm hơn giết lầm, chúng tôi khẩn thiết đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tạm thời hoãn thi hành án trong một thời gian nhất định để làm sáng tỏ những lời kêu oan, để phạm nhân nếu được tử hình cũng được chết trong trạng thái tâm phục khẩu phục. Phạm nhân đang bị giam giữ cách ly với xã hội thì không có nguy cơ, không thể làm gì gây tác hại. Không nên thi hành án với bản án mà phạm nhân đang kêu oan, dư luận đang thắc mắc. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 16 tháng 6 với sự tham gia của gần 40 thành viên, đa số thành viên Ủy ban Tư pháp kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo đúng thẩm quyền tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Điều 404 nêu rõ, khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không biết được khi ra quyết định đó. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Như vậy, để Hội đồng Thẩm phán mở phiên họp xem xét lại quyết định hôm 8 tháng 5 là không chấp hành kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và giữ nguyên bản án sơ thẩm, thì cần đến 4 cơ quan yêu cầu, kiến nghị. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận định. Cái vụ án đó thì bây giờ nó đã lên, nó gọi là tột đỉnh rồi. Tranh chấp quyết liệt giữa Viện Kiểm sát Tối cao và Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, rồi bây giờ đơn trình tới Quốc hội, thì bây giờ thì để chờ thứ coi tới Quốc hội khái kiến thế nào. Đây là lần đầu tiên một cái vụ án trong lịch sử của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nhân Việt Nam này nó có cái vụ đó lớn chuyện lình đám như thế. Còn khả năng như thế nào thì cũng khó mà đó. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, tại phiên giám đốc thẩm kết thúc hôm 8 tháng 5, tất cả 17 vị đều giơ tay đồng thuận từng vấn đề một, tất cả 3 lần. Tất cả những người đó đều phải chịu trách nhiệm cá nhân cho quyết định của mình. Nhà báo, nhà quan sát thời cuộc Nguyễn An Dân cho biết, ông nghiên cứu sâu về cả luật pháp lẫn chính trị, và ông thấy rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, sau đó tiến tới cải cách hệ thống tòa án tối cao bằng cách dần dần thuyên chuyển, xử lý kỷ luật từng người để giải tán hội đồng thẩm phán cũ, lập hội đồng thẩm phán mới, tiến bộ hơn một chút. Đây là vấn đề tồn vong của chế độ, ông phân tích. Hiện giờ đảng đang có một cái nhu cầu là phải chấn chỉnh lại tư pháp để mà giữ lại niềm tin của người dân, không thì là sụp đổ chế độ thật. Đảng không sợ những người như là ở giai tầng thấp cổ bé họng như là anh Hồ Duy Hải biết là đảng sai. Đảng chỉ sợ những người ở tầng lớp trung lưu, thị dân và giới có hiểu biết. Cái giới đó luôn là cái giới là nền tảng, là chỗ dựa của bất kỳ chế độ nào chứ không chỉ chế độ cộng sản. Nó sẽ có một cái kịch bản nó diễn ra gần giống như là cái cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp thời đó. Khi mà cái giới trung lưu, thị dân và cái tầng lớp quý tộc họ không tin vào pháp luật của nhà nước nữa, thì đó là dấu hiệu sụp đổ của một nhà nước. Và Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ phải tránh cái điều đó. Vụ án Hồ Duy Hải bắt đầu xảy ra từ năm 2008, tức là đã 12 năm. Nhưng từ sau phiên giám đốc thẩm, vụ án nóng chưa từng có. Nhiều bản kiến nghị ra đời, giới trí thức lên tiếng không chỉ cho sinh mạng một con người, mà còn cho cả nền tư pháp Việt Nam hiện nay. Họ nhận thức được rằng, nếu những phiên tòa bất chấp pháp luật, bất chấp luật tố tụng hình sự tiếp tục diễn ra mà được cấp cao nhất là Hội đồng Thẩm phán bao che, thì mọi người dân Việt Nam đều là những tử tù dự bị, chứ không chỉ Hồ Duy Hải hôm nay. Tối 14 tháng 5,
Một bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải được công khai trên mạng xã hội, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm. Nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các thành viên hội đồng thẩm phán, bầu chánh án và phê chuẩn các thẩm phán mới. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định về hành động của Ủy ban Tư pháp Quốc hội chiều 16 tháng 6 về vụ án Hồ Duy Hải. Cái việc này á, thì anh nghĩ là chắc là ban đầu thì hội đồng thẩm phán không ngờ đến cái phản ứng của công luận nó lớn mà nó sâu rộng đến mức độ như vậy. Nhưng mà sau cái phản ứng như vậy á, và sau cái động tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội á, thì anh nghĩ họ chắc họ cũng phải xem lại vấn đề. Mà nếu họ không xem lại vấn đề thì anh nghĩ thì là chắc là bên đảng thì cũng phải xem lại. Mà nếu đã xem lại thì đương nhiên là vấn đề nó sẽ phải thay đổi. Thì nó cần phải có cái sự thay đổi những cái quan điểm của họ. Nó cần phải có cái sự tác động lớn, một sự quyết tâm về chính trị. Mà sự quyết tâm chính trị thì nó lại không nằm ở tòa án. Mà nó nằm ở bên phía Ba Đình. Ba Đình tức là cái chỗ cơ quan đầu não của các tổ chức đảng. Để Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét lại quyết định hôm 8 tháng 5 theo Điều 404 Bộ Luật Hình sự, thì cần đến 4 cơ quan yêu cầu, kiến nghị. Đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Kết quả chưa biết ra sao, nhưng theo ghi nhận của RFP thì dư luận không tin sẽ có một kết quả công bằng cho Hồ Duy Hải nếu hội đồng thẩm phán vẫn giữ nguyên nhân sự như hiện nay. Luật sư Trần Quốc Thuận nêu quan điểm của ông. Và nếu mà ngồi xét xử lại thì phải là thay ông chủ tọa mình thấy hết cái đó. Trong luật tổ chức cũng trong hiến pháp chưa có dữ liệu này. May ra thì để cho nó dịu dàng mọi người tự hiểu với nhau thì ông chủ tịch nước ông chuyên môn giảm án từ chúng ta thì thường ở tù tới 20 năm là được giảm xuống tới 20 năm là được đi về. Nhà báo Nguyễn An Dân thì khẳng định nếu vẫn duy trì 17 vị này thì việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải không còn quan trọng nữa. Những người đang quan sát đảng về việc này họ mong muốn có một điều cao hơn, đó là sự cải tổ toàn diện ngành tòa án Việt Nam. Xa hơn nữa là cải tổ các hoạt động của tư pháp Việt Nam. Họ đấu tranh cho Hồ Duy Hải vì nhìn thấy rằng hôm nay bắn được Hải thì ngày mai sẽ bắn được họ, ông dự đoán. Sau này giám đốc thẩm người ta hủy án, người ta đưa về Long An, tòa án Long An xét xử lại từ đầu. Thì lúc đó tòa án Long An là nhận được mật chỉ, thì họ sẽ xử lại công tâm và khách quan. Nó không liên quan đến cái vấn đề của tòa án tối cao. Trong lúc đó người ta tiếp tục là cải tổ tòa án tối cao. Luật sư Đặng Đình Mạnh đưa ra một kịch bản mà ông gọi là một kịch bản hoàn hảo cho vụ này. Thì theo kịch bản hoàn hảo á, là có thể là cơ quan tư pháp, tức là ngành tòa án, người ta sẽ quyên quyết, người ta giữ bằng được cái quan điểm của người ta. Rồi sau đó Hồ Duy Hải chỉ còn một cái cửa duy nhất thôi, là lại xin chủ tịch nước để mà xin ân xá, xin cái lệnh ân xá. Và khi mà xin ân xá vậy là mặc nhiên là chấp nhận là mình có tội. Rồi sau đó thì ông Trọng thì có thể rằng là với tư cách là chủ tịch nước, ông sẽ ban hành một cái lệnh ân xá. Thế với một cái lệnh ân xá như vậy á, thì rõ ràng là cơ quan tư pháp vẫn giữ được thể diện của mình là không có xét xử sai. Và công chúng á, thì phần nào cũng là được thỏa mãn rằng là Hồ Duy Hải không chết, không bị tử hình. Một số cột mốc đáng chú ý của vụ án xin được nhắc lại. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Năm 2014, trước phản đối của dư luận trong nước và quốc tế cũng như Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Công lý cần được thi hành là mong muốn của mọi người quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải. Vụ án Bưu điện Cầu Voi, 25 lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải có ý nghĩa gì? Về vụ án mạng Bưu điện Cầu Voi và bị can Hồ Duy Hải kêu oan, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết Hồ Duy Hải có tới 25 lời khai nhận tội, còn thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ thì nói có sai lầm trong quá trình tố tụng nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất của vụ án, nên không hủy án, chỉ dùng tư duy logic, chưa dùng đến kiến thức luật, bạn có thể nhận định về vụ án này như thế nào? Một, Hồ Duy Hải có tội hay vô tội? Chưa biết, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Hai, nếu Hồ Duy Hải có tội thì pháp luật phải nghiêm trị là đúng rồi, sao lại binh vực Hồ Duy Hải? Vấn đề đang tranh cãi là Hồ Duy Hải có tội hay không, chứ không phải là cần trừng phạt Hồ Duy Hải như thế nào.
Nếu Hồ Duy Hải được chứng minh rõ ràng là có tội thì cần phải nghiêm trị. Nhưng có nên sử dụng hình phạt tử hình hay không thì lại là một vấn đề khác cũng gây tranh cãi. Nếu Hồ Duy Hải vô tội mà vẫn bị tuyên có tội, thậm chí là tuyên tử hình, thì nghĩa là pháp luật và những người phán xử đã hại chết một người vô tội. Lúc đó làm cách nào để đền mạng cho Hồ Duy Hải? Và đó là lý do tại sao trong các quyền của một con người với tư cách bị can, bị cáo có quyền được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội, chừng nào còn chưa đủ chứng cứ buộc tội hay là bằng chứng kết tội chưa đủ vững chắc thì chừng đó còn phải hiểu bị can, bị cáo đó vô tội. Cần nhớ rằng khi ra tòa, người ta chỉ nói chuyện bằng chứng cứ. 3. Hồ Duy Hải có tới 25 lời khai nhận tội. Như thế đã đủ bằng chứng kết tội Hồ Duy Hải hay chưa? Nếu chỉ cần lời khai nhận tội là đủ thì bất cứ ai cũng có thể bị kết tội mà không nhất thiết phải là thủ phạm thực sự. Một người mẹ có thể nhận tội thay con, một đệ tử có thể nhận tội thay đại ca, một nhân viên có thể nhận tội thay cho giám đốc. Thủ phạm có thể chạy tội bằng cách mua chuộc, ép buộc, thuyết phục ai đó nhận tội thay cho mình và hối lộ công an, viện kiểm sát, tòa án để họ chấp nhận người chịu tội thay này. Chúng ta không thiếu các trường hợp bị cáo nhận tội, bị kết án, nhưng sau cùng kêu an và được minh oan như ông Nguyễn Thanh Chính, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long. Do đó 25 lời nhận tội hay 25.000 lời nhận tội cũng không đủ để kết tội một ai. Ngay cả trong bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định về điều này. Điều 98, lời khai của bị can, bị cáo. 1. Lời khai của bị can, bị cáo trình bày những tình tiết của vụ án. 2. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. 4. Vậy phải làm thế nào mới đủ? Phải có bằng chứng vật lý cho thấy bị cáo phạm tội. Không còn đường chối cãi nữa, phương Tây hay nói, chỉ khi không còn nghi ngờ hợp lý nào nữa thì mới kết tội được một người. Quy trình điều tra của một vụ án thường là cơ quan điều tra, công an thu giữ dữ liệu, bằng chứng, đó là những dữ liệu cho thấy tồn tại khách quan, không liên quan đến lời khai hay nhận tội của bị can, bị cáo. Nói cách khác, ngay cả khi một bị can, bị cáo nào đó nhận mình là kẻ giết người thì công an vẫn phải tìm kiếm, thu thập dữ liệu, bằng chứng phản ánh khách quan vụ án. Sau đó cơ quan điều tra chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng, tức là viện kiểm sát. Viện kiểm sát tiếp nhận, đọc hồ sơ và quyết định. Trường hợp 1, nếu hồ sơ thiếu sót, sai lệch, không có cơ sở thì trả về cho cơ quan điều tra. Công an lại tiếp tục thu thập các dữ liệu, bằng chứng, bổ sung hoặc điều tra lại từ đầu. Trường hợp 2, nếu hồ sơ hợp lý, chặt chẽ, chính xác, thì truy tố bị can, bị cáo ra trước tòa để tòa tiến hành xét xử. Với trường hợp 2, tại tòa, luật sư bào chữa và viện kiểm sát tranh luận. Viện kiểm sát có nhiệm vụ chứng minh bị can có tội. Luật sư bào chữa thì chứng minh, nhưng chứng minh do viện kiểm sát và cơ quan điều tra đưa ra là không đủ kết tội, nhưng bằng chứng này không tính đến số lời khai nhận tội của bị can, bị cáo. Nghĩa là có ký nhận 25 lời nhận tội hay 1 tỷ bản nhận tội thì cũng như vậy. Cái mà luật sư quan tâm ở đây là bằng chứng kết tội có thuyết phục hay không, còn tòa sẽ căn cứ vào chứng cứ được trình bày trước tòa, lập luận của hai bên để đưa ra phán quyết của mình. Ngược lại, nếu bị can có tội thật và bằng chứng kết tội thuyết phục thì không cần bị cáo ký nhận tội thì tòa vẫn xử có tội. Ở đây xin một lần nữa nhấn mạnh với bạn, luật sư bào chữa không cần thiết thân chủ của mình có tội hay vô tội. Cái luật sư quan tâm là bằng chứng kết tội có thuyết phục hay không. Và luật sư ở vai trò người bào chữa phải tìm cách chứng minh rằng bằng chứng kết tội chưa đủ thuyết phục. 5. Bằng chứng thế nào mới đủ thuyết phục? Bằng chứng phải được thu thập một cách hợp pháp, hay nói cách khác, việc thu thập bằng chứng phải tuân thủ đúng quy trình thủ tục tố tụng. Diễn đạt theo ngôn ngữ luật thì là như thế này: chứng cứ là những gì có thật được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội. Điều 86 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự. Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 khoản 2. Vụ án bưu điện Cầu Voi hẳn các bạn đều được nghe có đầy rẫy những sai sót về trình tự thủ tục. Chẳng hạn tình tiết điều tra viên mua con dao ở ngoài chợ về và bảo đó là hung khí của vụ án. Như vậy đã đủ để khẳng định bằng chứng kết tội không đủ thuyết phục chưa? 6. Liệu có thể nói đó chỉ là những sai sót về thủ tục hình thức, không làm thay đổi bản chất vụ án hay không? Trong luật pháp hình sự, hình thức quyết định nội dung, bởi một vụ án đều xoay quanh các chứng cứ
nên quy trình thu thập chứng cứ quyết định kết quả của vụ án. Chỉ một vụ án sai sót về thủ tục, tức là vi phạm chuẩn mực tố tụng là đủ để vô hiệu hóa chứng cứ, dùng để buộc tội. Nguyên tắc thủ tục quyết định nội dung, yêu cầu xác định các sai sót về tố tụng, có sai sót về thủ tục tố tụng hay không, chứ không đặt ra vấn đề có làm thay đổi bản chất vụ án hay không. Nếu có sai sót về tố tụng, thì chỉ cần yếu tố có cùng đủ vô hiệu hóa về chứng cứ buộc tội. Nếu nó được thu thập không đúng quy trình tố tụng, nếu chứng cứ đó thuộc loại quyết định trong vụ án, thì xem như cả vụ án buộc phải đình chỉ. Bảy, đòi công lý cho Hồ Duy Hải, vậy còn đòi công lý cho hai cô gái đã bị sát hại trong vụ án mạng Bưu Điện Cò Voi thì sao? Ai đem công lý tới cho vong linh của họ? Thực thi công lý cho người này không có nghĩa là đem đến bất công cho kẻ khác. Chứng cứ không thuyết phục thì không thể kết tội ai đó giết người. Không kết tội được thì phải trả tự do hoặc hủy án oan đó để điều tra lại. Việc điều tra lại cũng có thời hạn. Hết thời hạn thì phải trả tự do cho bị can, bị cáo. Chứ không phải không chứng minh được ai đó giết người thì cứ giam giữ họ mãi, chờ khi nào tìm được thủ phạm thì mới thả họ ra. Vụ án Bưu Điện Cầu Voi nếu không tìm được ra thủ phạm thì xã hội cũng đành phải chấp nhận không có công lý cho hai nạn nhân bị sát hại. Không thể cố giết bằng được một người vô tội rồi coi đó là thực thi công lý cho nạn nhân. Giết oan một người nghĩa là lại thêm một trường hợp không được hưởng công lý, coi như mất công lý cho vong linh người đó, trường hợp hy hữu là thủ phạm ra đầu thú về sau. Bởi vậy người ta hay nói kết án oan cho một người là hai lần bất công. Điều tra truy tố xét xử chuẩn xác, nghiêm minh chính là nuôi hy vọng thực thi công lý. Vụ án Bưu Điện Cầu Voi, mới đây Facebooker Trương Huy San đã bất ngờ báo động về số phận của Hồ Duy Hải ở trong trại giam Long An. Facebooker Trương Huy San bất ngờ reo hò, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nên xem xét lại các dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án và nên đưa ngay Hồ Duy Hải ra khỏi các trại giam của Công an tỉnh Long An. Vậy nhà báo Trương Huy San là ai? Trương Huy San lấy bút tranh là Ô Xin Huy Đức. Công bằng mà nói, tài năng của Ô Xin Huy Đức là thứ mấy không thể phủ nhận. Ô Xin Huy Đức có những nguồn tin nhanh chóng, chính xác, có những bình luận đắt giá về các vụ án lớn như vụ án Trịnh Xuân Thanh hay vụ án Đinh La Thăng. Nếu biết cách giữ ngòi bút của mình và viết một cách công tâm, khách quan, chắc hẳn Ô Xin Huy Đức sẽ là một ngôi sao lớn trong làng báo Việt Nam. Chỉ tiếc rằng Ô Xin Huy Đức đã đăng tâm mài ngòi bút của mình thành vũ khí, sử dụng ngôn từ như một công cụ để kiếm tiền. Một kẻ có tài nhưng không có tâm. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 310.000 người theo dõi. Chỉ trong vòng hơn 7 tiếng, dòng trạng thái này của Trương Huy San đã nhận được 4.300 lượt thích, 252 lượt bình luận và 109 lượt chia sẻ. Nên thay đổi biện pháp giam giữ đối với Hồ Duy Hải. Nhưng bản ảnh chưa từng được công bố suốt 12 năm. Lúc khám nghiệm hiện trường vụ án Bưu Điện Cầu Voi cho thấy tất cả hung khí đều được thu thập và nguyên dấu máu, đương nhiên là cả dấu vân tay của hung thủ. Thực tế này đã và đang đưa vụ án đến những ngã rẽ không thể quay đầu. Kẻ nào muốn kết án Hồ Duy Hải chỉ còn một cái phao duy nhất là lời khai của Hồ Duy Hải. Đây cũng có thể là lúc những kẻ ở trong bóng tối dồn các nỗ lực cuối cùng để tấn công Hồ Duy Hải bằng các hình thức ép cung, mớm cung, đe dọa, khủng bố. Vì vậy cần phải tạm thay đổi biện pháp giam giữ Hồ Duy Hải. Nếu các điều kiện pháp lý chưa đầy đủ để tạm tha, Bộ Công an cần đưa Hồ Duy Hải đến một cơ sở giam giữ khác ngoài phạm vi Công an tỉnh Long An để ngăn chặn các lỗ lực của Công an tỉnh Long An có thể đưa vụ án này đến những bế tắc mới. Một trong những việc cần làm ngay là khởi tố một vụ án khác, đó là vụ án cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Lòng người dân Việt Nam nay đã thay đổi, vụ án này như một đốm lửa cháy âm ỉ có thể lan rộng khó lường. Các tầng lớp tri thức có lương tâm đã bắt đầu giương cao ngọn cờ, bởi cả thế giới đều biết về vụ án Hồ Duy Hải. Nó đánh động đến lương tri của nhân loại tiến bộ. Nếu như vụ kỳ án oan ức này chìm xuồng hoặc vẫn có bất công, sẽ có một làn sóng ngầm không thể tưởng tượng được. Lúc ấy lòng tin vào một công lý đã hết trong thâm tâm của 100 triệu người dân Việt Nam. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vào ngày 29 tháng 4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Phạm Duy Lăng, 30 tuổi, trong một vụ án giết người và bị can đã kêu oan hơn 11 năm qua. Theo cáo trạng, vụ án mạng xảy ra ngày 23 tháng 3 năm 2009 trong cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên do có nảy sinh gây hấn tại một đám cưới ở huyện Bù Đăng. Nạn nhân là Trương Thanh Thức sinh năm 1990, đã bị Phạm Duy Lăng mang giày da đá mạnh vào đầu khoảng 2-3 cái trong lúc bị ngã xuống đường do đánh nhau và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đã bị tử vong 3 ngày sau đó.
Vụ án này được nói là đã kéo dài trong nhiều năm do bị can Phạm Duy Lăng liên tục kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội giết người của mình trong các phiên tòa. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm 2018 đã quyết định bản án hình sự phúc thẩm, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên trước đó vào tháng 7 năm 2016 để giải quyết theo thủ tục chung. Luật sư Phạm Công Úc, một trong các luật sư tham gia bào chữa cho bị can Phạm Duy Lăng, cho biết Tòa án tỉnh Bình Phước đã tuyên án 14 năm tù giam đối với Phạm Duy Lăng, với cáo buộc gây ra cái chết cho Trương Thanh Thức. Luật sư Phạm Công Úc nhấn mạnh tội giết người là rất nặng, tuy nhiên bởi do chứng cứ phạm tội của Phạm Duy Lăng không đủ mạnh, nên hội đồng xét xử đã tuyên mức án như thế. Mặc dù vậy, Phạm Duy Lăng cùng gia đình một mực kêu oan và kháng cáo phúc thẩm. Luật sư Phạm Công Úc kể lại cuộc gặp gỡ với Phạm Duy Lăng khi ông nhận tham gia bào chữa thiện nguyện cho bị can trong thời gian kháng cáo phúc thẩm bị kéo dài quá thời hạn tố tụng nhiều năm. Khi mà tôi vào trong trại giam, Phạm Duy Lăng là thanh niên mới 21, 22 tuổi. Nó giống như một cụ già, tức là tai lãng mắt mờ. Nó không nhìn thấy rõ luật sư của mình. Nói ký tên hay cái gì đó thì nó nói mắt nó mờ lắm. Mà để nó trả lời á, thì nó nghe cũng không rõ luôn, nó bị lãng tai. Tôi hỏi tại sao con bị mắc mờ là tai lãng, mà phải hỏi nhiều lần nó mới trả lời là nó bị biệt giam. Biệt giam tức là một mình ở trong bốn bức vách, trong phòng tối, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thành ra khi mở cửa buồng giam ra cho nó ra ngoài gặp luật sư thì nó bị cho ánh sáng, thành ra nó nhìn không được rõ. Còn tai nó bị lãng là nó bị giam lâu ngày trong cái phòng biệt giam á, thì nó không được lấy cái tai, giống như mấy người già người ta bị lãng tai là do cái tai nó đóng dày đặc trong đó đó, thành ra nó nghe không rõ. Lúc đó tôi phải nói là tôi rất là phẫn nộ, tôi có đăng lên Facebook, rồi sau khi đăng á thì nó mới được chuyển phòng, là nó không bị giam nữa. Sau 11 năm, 25 ngày kêu oan, bị can Phạm Duy Lăng thừa nhận hành vi phạm tội giết người trong phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước được mở lại vào hôm 29 tháng 4 năm 2020. Truyền thông trong nước tường thuật rằng bị can Phạm Duy Lăng đã lý giải về việc kêu oan, chối bỏ tội lỗi gây ra là do sợ nhận mức án tử hình. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án 11 năm và 25 ngày tù giam sau khi Phạm Duy Lăng nhận tội giết người, thời hạn tuyên phạt tù bằng với thời gian đã tạm giam bị can Phạm Duy Lăng trước đó. Luật sư Phạm Công Úc vào tối ngày 15 tháng 5 xác nhận với AFA rằng Phạm Duy Lăng đã nhận tội sau hơn 11 năm kêu oan là do bị áp lực bởi sự thỏa hiệp. Luật sư Phạm Công Úc trình bày chi tiết. Phạm Duy Lăng ra tòa kêu oan xong rồi họ biệt giam xong rồi tới giai đoạn phúc thẩm kéo dài nhiều năm, bây giờ mới xử. Giờ mới xử thì có một sự thỏa hiệp, tức là bây giờ đừng kêu oan, để ra tòa nhận tội đi, thì xử bằng cái thời hạn tạm giam 11 năm 25 ngày. Phạm Duy Lăng bị bắt lúc 19 tuổi. Bây giờ 11 năm rồi, thì như vậy là mất tuổi thanh xuân trong tù rồi, bây giờ kêu oan nữa là chỉ có chết thôi. Thì thôi thì nhận tội. Thế là ra tòa là thứ nhất là Phạm Duy Lăng phải từ chối hết tất cả các luật sư thầy nguyện, gần 10 luật sư làm bào chữa miễn phí. Thứ hai là nhận tội, trong khi trước đó là gia đình kêu oan quyết liệt. Luật sư Phạm Công Úc lưu ý, theo hồ sơ cáo trạng của vụ án thì nguyên nhân dẫn đến nạn nhân Trương Thanh Thức bị tử vong là do bị chấn thương sọ não bởi một cái chày đâm tiêu đập vào đầu. Do đó, bị can Phạm Duy Lăng thừa nhận tại phiên tòa hôm 29 tháng 4 về hành vi đá vào đầu nạn nhân 2-3 cái gây ra tử vong cho nạn nhân là hoàn toàn không giống như ghi trong cáo trạng. Theo quy định pháp luật, bản án được tuyên tại phiên tòa ngày 29 tháng 4 năm 2020 sẽ có hiệu lực nếu như trong vòng 15 ngày bị can Phạm Duy Lăng không kháng cáo. Thế nhưng Đài AFA nhận được tin báo rằng gia đình của Phạm Duy Lăng đã liên lạc với các luật sư để nhờ giúp đỡ pháp lý về kháng cáo liên quan bản án mới nhất vừa được tuyên hôm cuối tháng 4. Luật sư Ngô Anh Tuấn vào tối ngày 14 tháng 5 cho AFA biết thông tin liên quan. Trước cái ngày mà hồi giờ ai phán quyết ấy, thì mẹ Phạm Duy Lăng là đã thống nhất với tôi là ký cái đơn kháng cáo phúc thẩm. Tuy nhiên là đến ngày cuối cùng sau khi phán quyết đó thì gia đình họp lại và họ lại thống nhất là không kháng cáo, họ không chống án nữa. Vì họ sợ rằng là bị bắt, là cái sự lo sợ của họ là có thực.
thực tế là nếu như mà Phạm Duy Lăng kháng cáo và viện kiểm sát lại kháng nghị thì có thể rằng là trong quá trình xử họ lại bắt lại. Không phải ngẫu nhiên luật sư Ngô Anh Tuấn đề cập đến thời điểm xét xử giám đốc thẩm vụ án giết người cướp tài sản của Hồ Duy Hải, tại vì gia đình của Phạm Duy Lăng cũng trông đợi công lý được thực thi qua phiên giám đốc thẩm đối với tử tù Hồ Duy Hải, và cũng là động lực cho gia đình của Phạm Duy Lăng theo đuổi tìm công lý cho con trai của họ. Kết quả phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã làm cho họ nản lòng và chùng bước. Luật sư Phạm Công Úc khẳng định với AFA rằng không chỉ trường hợp của Phạm Duy Lăng, mà tại Việt Nam, những sự thỏa hiệp phía sau phiên tòa như thế xảy ra rất nhiều, và việc kháng cáo kháng nghị không hề đơn giản. Còn có nhiều vụ nữa mà bây giờ nếu cần thiết thân chủ thì sẽ đứng ra lên tiếng rằng tôi phải thỏa hiệp, nếu không tôi sẽ bị thế này thế nọ, bởi vì họ hăm dọa. Tôi có rất nhiều thân chủ kêu oan mà cuối cùng là phải chấp nhận thỏa hiệp, nhiều lắm, không phải là ít đâu. Vào hôm mùng 7 tháng 5, ngày thứ hai diễn ra phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, luật sư Phạm Công Úc nhận định với AFA rằng việc xét xử vụ án Hồ Duy Hải là một bài toán nan giải. Vì luật sư này lập luận không loại trừ khả năng vụ án Hồ Duy Hải cũng được dàn xếp thỏa hiệp cách nào đó tương tự như trường hợp Phạm Duy Lăng. Sau một tuần Tòa án Nhân dân tối cao tuyên bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, Đài AFA nêu câu hỏi với luật sư Phạm Công Úc rằng sẽ có một sự dàn xếp hay thỏa hiệp nào đối với vụ án Hồ Duy Hải sau khi luật sư đại diện Trần Hồng Phong vào hôm 14 tháng 5 trưng ra thêm chứng cứ mới của vụ án Hồ Duy Hải. Luật sư Phạm Công Úc trả lời AFA. Nếu vụ án bình thường 100 cái tình tiết mới này, tình tiết phải nói là minh oan, người ta không thèm ngó tới, họ chỉ trả lời một văn bản là không có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, dập tắt mọi hy vọng. Nhưng mà riêng vụ do Hồ Duy Hải là chỉ cần một tình tiết mới thôi, người ta chờ đợi một cái tình tiết mới nào đó thuyết phục để người ta làm lại. Thì bây giờ không thể nào giám đốc thẩm lần thứ hai để rồi xoa dịu bằng cách là lật ngược lại cái bản án giám đốc thẩm vừa rồi của ngày 8 tháng 5. Người ta sẽ dùng cái biện pháp khác mà tôi nghĩ rằng họ sẽ tái thẩm. Luật sư Phạm Công Úc bày tỏ trước áp lực gay gắt và dữ dội của công luận liên quan phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, ông có niềm tin rằng Quốc hội sẽ kháng nghị tái thẩm. Và trong bối cảnh Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ can thiệp qua yêu cầu giám sát vụ án Hồ Duy Hải. Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng từng chia sẻ với AFA về niềm tin tương tự. Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn vào tối hôm 14 tháng 5 thừa nhận rằng niềm tin đó của ông đã bị rơi rụng nhiều và hiện tại ông chỉ dám hy vọng vào sự can thiệp của Quốc hội trước kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, của cử tri và của công luận trong và ngoài nước liên quan sự sống chết của thanh niên Hồ Duy Hải. Trong khi số phận của tử tù Hồ Duy Hải chưa biết sẽ ra sao, nhiều người dân tại Việt Nam lo ngại rằng họ không biết sống và làm theo pháp luật như thế nào khi mà các vị thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao tuyên bố kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và phát biểu của các đại biểu Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải không đúng luật.